đây là vào trong đất chè nhé mọi người nhá. Đây là lúc đất chè lá bằng đấy. Tí nữa sẽ quay cho mọi người xem nhá. Mọi người nhá, bên đây là Tam Đảo này, bên cái dãy núi là Tam Đảo này. Đấy. Kìa mọi người nhìn kìa những đồi chè kìa. Đấy. Đây là đang đi vào đây ăn cá tầm nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn trên đỉnh núi có cái suối chảy xuống kìa. Đấy. Đây là đi vào đây ăn cá tầm cho mọi người nhé. Và đây nó rét mọi người ạ. Đang ở ngoài cái lạnh và đây nó rét. Đây mọi người nhìn rừng chè này. Đấy. Đây là bãi chè nhé. Đấy. Thực tế chưa? Chưa. Trong đây ngoài xa xa ấy cơ. Quay như chạy xe chứ quay được clip cho mọi người xem. Vào trong mình sẽ quay nhá. Đây. Quán kìa. Đây là chè người ta cúp nhé mọi người nhé. Sau đó lẩy lọc này này. Nó lẩy cái lọc nó non này này. Bắt đầu gọi là chè mặt mọi người. Đấy. Vừa làm phim vừa thế nào nữa. Vâng. Không phải đoán đâu, cháu đi cháu vừa quay được mà. Kìa mọi người nhìn rừng chè kìa, trên núi kìa. Đấy. Kia là cái suối chảy trên đỉnh núi xuống nha. Đấy. Chú đi trước đi. Trên này nha. Vâng, vâng. Mọi người nhìn đẹp chưa? Đây rất chi là nhiều. Đây như quay lại mọi người nhìn chè chưa? Bạt ngàn chưa? Đấy. Đi đâu thì đi cũng ra cho mọi người xem thoải mái luôn. Giờ tận mắt luôn nhá. Không phải là nói cho mọi người nhìn cho mọi người thấy luôn tận mắt luôn. Không thím thủy thím ấy lại bảo là thím ấy và lăng nhăng đúng không? Đấy mọi người nhìn thấy chè chưa? Đây. Đẹp chưa? Đấy. Tận mắt chưa? Tận mắt chè chưa? Đấy. Thế lỗi đánh xe ở đây mọi người. Đi bộ hơi xa.
Đây, cho ông Thuận đi đây. Đấy. Mọi người nhìn chè bạt ngàn chưa? Ở đâu ấy chú? Cá tầm nhá. Cá tầm nó phải ở bên kia mới nhiều kìa. Đây, em nhìn thấy. Bên kia cơ, bên kia sóng bên trong nhà trong kia mới nhiều kìa. Đây. Đúng không? Vâng. Và... đi ăn về rồi mọi người, bây giờ đang đóng hàng đây, bây giờ đang đóng hàng đây để chú Thuận chú mang về Bắc Linh đấy, đây đang đóng chú Thuận nhá. Đang huy động đóng nhanh cả bên cái chè vàng cả bên kia rồi. Đây đây gói này có lửa cân này, gói này có 5 lạng này, gói này là gói 2 lạng, gói này là gói nhỏ 2 lạng. Gần xong chú ạ. Chưa anh đâu. Là anh ấy là nó phải một góc cho nó đồng lại.
Thank you.